Xin chào các anh chị đang xem kênh Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, và mình là Quế Anh. Thì hôm nay bên Fastcar về thêm được rất là nhiều xe 5 chỗ, 7 chỗ hot nè các anh chị. 7 chỗ thì về thêm được Xpander nè, số tự động đời 2019 ha. Rồi Toyota Avanza, rồi Innova nữa các anh chị. 5 chỗ thì về thêm được Mitsubishi Outlander nè, đời 2020 số tự động luôn. Rồi Kia Morning nè, rồi về thêm được Hyundai Elantra phiên bản Sport đời 2018 màu đỏ nữa. Và cũng bán đi khá kháo một số chiếc xe hot khác rồi, cho nên là kho thay đổi rất là nhiều ha. Hôm nay thì Quang sẽ làm một video tổng hợp lại hết những chiếc xe đang có mặt sẵn tại Fastcar để cho các anh chị mà mình đang có nhu cầu lựa chọn xe đó qua sử dụng, thì mình xem qua video chi tiết này mình thể dễ dàng lựa chọn luôn các anh chị ha. Rồi không làm mất quá nhiều thời gian của anh chị, mình đi vào chiếc đầu tiên luôn nha. Rồi ba chiếc này mới về rất là hot, cho nên là sẽ ưu tiên đi đầu tiên cho các anh chị mình ha. Chiếc này ha, đây là Toyota Innova bản E số sàn đời 2018 các anh chị. Xe này đi được 75.000 km rồi và đang được chào bán với giá là 548 triệu các anh chị nha. Xe này nước sơn màu trắng, biển số ở Sài Gòn luôn. Nước sơn nhìn thì còn khá là mới các anh chị, tuy nhiên thì cũng có một vài điểm xây xước nhẹ ha. Xe này vừa mới về, của anh chưa có quay video chi tiết, tí nữa quay xong video tổng hợp này có thời gian thì sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho các anh chị mình xem nha. Bản này thì của anh cũng chuẩn bị về thêm một xe nữa màu bạc các anh chị, biển tỉnh ha, cũng đâu đó 500 mấy. Chiều nay nếu mà xe về tới thì của anh sẽ liên hệ cho quay video cho các anh chị mình xem ha. Đấy, nội thất xe này là ghế da màu kem với lại màu cam các anh chị. Trần thì bọc ni lông cho mình ha. Sàn thì sàn simili. Xe này thì chưa có màn hình ha, cũng có dán phim cách nhiệt, viền che mưa đầy đủ cho mình rồi nè. Có cảm biến lùi ha các anh chị ha. Xe cũng đã trang bị đầy đủ rồi. Này mình lấy về thì mình sử dụng thôi chứ cũng không cần phải trang bị gì thêm. Xe bên của anh thì luôn cam kết với các anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số và bao tách hãng nữa, nên là các anh chị nhà mình mua xe thì cứ yên tâm ha. Rồi bên này là Toyota Avanza phiên bản 1.5 số tự động đời 2019 các anh chị. Xe đi mới có 29.000 km thôi. Và chiếc này thì hiện tại bên của anh đang bán với giá là 598 triệu các anh chị nhé. Xe này sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị. Đi mới có 29.000 thôi ha, cũng có dán phim cách nhiệt cho mình, viền che mưa rồi nè. Nội thất xe này là giấy nỉ, có màn hình cho mình ha. Trần thì bọc ni lông, sàn simili các anh chị. Phía sau thì cũng có trang bị cho mình camera hành trình phía sau rồi nè. Xe này thì đang được rao bán với giá là 498 triệu các anh chị nha. Nếu mà các anh chị nào yêu thích chiếc xe này thì nhớ liên hệ cho của anh ha. Rồi tiếp theo qua chiếc bên này các anh chị. Rồi một chiếc xe cũng rất là hot nè, về là bán cực kỳ nhanh luôn. Nếu mà các anh chị nào mà đang tìm cái dòng này thì nhớ là phải liên hệ cho của anh ngay nha. Đây là Mitsubishi Xpander phiên bản số tự động đời 2019. Đi khoảng 30.000 km. Và chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 538 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu đen ha, biển số tỉnh nè. Bên của anh thì có hỗ trợ rút hồ sơ và sang tên toàn quốc cho các anh chị nha. Đây là video của anh quay tổng hợp nhiều xe, cho nên là không có đi vào chi tiết xe nhiều, chỉ đi một vòng quanh xe rồi xem nội thất và những cái trang bị được trang bị thêm trên xe ha. Chứ nếu mà các anh chị muốn xem đầy đủ hơn thì cứ liên hệ cho quan hoặc là để lại nhu cầu bên dưới đi. Rồi xe này là nội thất ghế nỉ các anh chị, có dán phim cách nhiệt cho mình rồi, có màn hình ha. Trần nguyên bản, sàn thì cũng nguyên bản luôn, cũng khá là sạch sẽ các anh chị. Nẹp bước trong, nẹp bước ngoài ha. Xpander thì bán rất là chạy, hôm nay cũng khá hiếm hàng. Mới về được một chiếc xe màu trắng là bán cực kỳ nhanh luôn. Hôm nay về được chiếc màu đen nữa. Nếu mà các anh chị nào mà đang còn tìm cái dòng này thì nhớ là phải mua ngay các anh chị nha. Rồi mình đi xuống dãy phía bên này ha. Rồi một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Ford nè các anh chị. Ford EcoSport phiên bản Trend đời 2014 nha. Xe này thì nước sơn màu bạc, đi khoảng 104.000 km rồi các anh chị. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 369 triệu các anh chị nha. Có bệ bước nè, dán phim cách nhiệt, viền che mưa cho mình. 5 chỗ gầm cao thì cái dòng EcoSport này cực kỳ lành tính và bán chạy nhất trên thị trường luôn các anh chị. Và đặc biệt thì bên Fastcar bán xe này rất là nhiều, về là bán liên tục, bán hoài không chán. Nếu mà các anh chị có theo dõi trên kênh của anh thì sẽ biết ha. Hôm trước thì có về được chiếc 2017 màu đỏ đã bán rồi các anh chị, hôm nay về được thêm một chiếc này nha. Rồi mình đi xuống tiếp dãy phía bên này nha. Đây một chiếc xe 5 chỗ giá mềm dành cho các anh chị đang cần tìm xe để mình đi chạy dịch vụ, chạy ráp nè.
Chiếc này là Chevrolet Avell số sàn đời 2018 các anh chị. Xe này đi khoảng 58.000 km rồi. Và chiếc này thì bên Quang đang bán với giá chỉ có 235 triệu thôi các anh chị nha. Xe này thì cũng biển số tỉnh luôn các anh chị, nước sơn màu trắng ha. Nội thất thì ghế da. Đấy, nếu như mà các anh chị đang cần tìm xe để mình chạy dịch vụ, chạy ráp này kia trong thành phố á, màu trắng số sàn, tiết kiệm nhiên liệu nè, giá rẻ. Mình đi mấy cái xe này á, mình không có sợ quá sót xe á, thì mình có thể lấy xe này ha. Rồi, xe này thì đời cao, tuy nhiên là giá nó thấp cho nên là Quý Anh không có hỗ trợ với ngân hàng được cho các anh chị nha. Những chiếc xe bên Quý Anh thì nhờ đời từ 2016-2017 trở lên, giá xe từ 350 triệu trở lên ha. Quý Anh có hỗ trợ cho các anh chị vay ngân hàng tầm khoảng 70% dựa vào định giá của ngân hàng. Thì nếu mà các anh chị có quan tâm tới thủ tục trả góp như thế nào, hàng tháng góp bao nhiêu, cái phần trả trước của mình bao nhiêu, thì các anh chị cứ liên hệ với Quý Anh đi rồi Quý Anh sẽ tư vấn cho các anh chị ha. Bên này nha. Bên này là Kia Cerato phiên bản 1.6 số sàn đời 2018 luôn. Xe này thì đăng ký lần đầu là năm 2019 lần các anh chị, đi được khoảng 58.000 km rồi. Và chiếc này thì đang bán với giá là 435 triệu các anh chị ha. Nước sơn màu trắng nè, cũng dành cho các anh chị cần tìm một chiếc xe số sàn, mình đi dịch vụ cũng được, mình chạy gia đình cũng được. Xe này thì nó nằm trong phân khúc sedan C nha, cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn. Quý Anh đậu xe ở trong đây trong kho, vì bên Quý Anh là bên quốc lộ các anh chị cho nên rất là bụi. Đậu xe chừng một xíu thôi là bụi nó bám đầy rồi, cho nên là xe nó có hơi bụi và hơi bị dơ chút xíu. Các anh chị nhà mình xem video thông cảm cho Quý Anh ha. Khi mà giao xe đến cho các anh chị thì Quý Anh sẽ vệ sinh rửa sạch sẽ hết. Đến tay các anh chị là phải sạch sẽ tinh tươm, sạch bóng hết, các anh chị yên tâm ha. Rồi chiếc này thì biển tỉnh nha. Mình đi tiếp qua dãy bên này luôn các anh chị. À, phía sau còn ha, phía sau còn. Đây, phía sau. Bên này là Mazda 6. Đang làm ngân hàng cho khách ha, chuẩn bị giao các anh chị chiếc này nha. Chiếc này là Hyundai Avante phiên bản 2.0 số tự động đời 2011. Xe này là một chủ sử dụng từ đầu tới giờ luôn các anh chị, đi được khoảng 95.000 km. Và chiếc này thì đang được bán với giá là 315 triệu các anh chị nha. Xe màu trắng ha. Avante thì sedan C, rộng rãi, thoải mái. Tầm 315 triệu này thì xe mới mình không mua được xe mới, mình chỉ mua được xe cũ mà Y10 số sàn thôi các anh chị. Y10 số sàn thì ghế nỉ ha. Nếu mà các anh chị cũng có tầm tiền đó mà mình muốn đi gia đình rộng rãi thoải mái thì mình lấy chiếc này. Có cửa sổ trời, có màn hình, nội thất thì ghế da. Đấy, anh chủ cũng lên khá nhiều đồ chơi rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua dãy bên kia luôn các anh chị nha. Bên này bán tải Triton đã nhận cọc rồi, đang làm ngân hàng cho khách các anh chị ha. Đây, một chiếc xe 7 chỗ gầm rất là cao luôn. Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 3.0 số tự động đời 2016 các anh chị. Xe này máy xăng nha. Đi được khoảng 82.000 km rồi. Và chiếc này thì bên Quý Anh đang bán với giá là 598 triệu. Nước sơn màu đen các anh chị. Xe này biển 76 là ở Quảng Ngãi ha. Có trang bị cho mình bệ bước nè, phim cách nhiệt, viền che mưa, ốp chén cửa. Rồi nội thất thì là ghế da bọc trần ni lông rồi các anh chị. Sàn simili nha. Có màn hình cho mình luôn. Rồi ok, mình lên, mình sẽ đi song song hai dãy ha. Rồi đây chiếc bán tải. Các anh chị nào mà đang cần tìm bán tải mà hầm hố để mình đi up road này kia thì không thể nào bỏ qua chiếc xe này ha. Đây là Ranger các anh chị, bản 2.0 biturbo đời 2018. Xe này thì đi được mới có 10.000 km thôi và đang được bán với giá là 878 triệu, lên khoảng 200 triệu tiền đồ chơi rồi. Mà mấy cái phần lên thêm này thì Quý Anh cũng không có nắm rõ là do mình cũng không có rành về cái này nhiều các anh chị. Thì Quý Anh có một cái list những cái đồ chơi option mà đã lên đó. Nếu mà các anh chị cần tham khảo thì liên hệ cho Quý Anh nha. Xe này thì nội thất là ghế da nè, trần nguyên bản, sàn thì lót 5D cho mình các anh chị. Có màn hình ha. Xe này độ lên rất là nhiều, mâm lốp thể thao nè, bệ bước, cản nè. Rồi ok nha. Bên này là City 2020 đã nhận cọc làm ngân hàng cho khách, chuẩn bị giao rồi các anh chị. Rồi tiếp theo nha. Chiếc này là Mazda 6 đời 2016 nè, phiên bản 2.0 số tự động nha. Chiếc này thì đi khoảng 78.000 km rồi và bên Quý Anh đang bán với giá là 588 triệu, nước sơn màu trắng, biển số tỉnh ha. Có cảm biến trước, cảm biến sau nè. Đăng kiểm và đường bộ thì còn đến tháng 4 của năm 2023 luôn các anh chị.
Ở phân khúc sedan D này thì Mazda 6 trang bị rất là nhiều option cho niên đời 2016. Nó hơi so với bây giờ thì nó hơi sâu một chút, nhưng mà những cái trang bị nó rất là hiện đại các anh chị. Có cửa sổ trời nè, sàn thì sàn 5D nhé, trần nguyên bản. Đấy, nẹp bước trong, nẹp bước ngoài, màn hình cảm ứng. Rồi những cái tính năng theo xe thì nếu mà các anh chị cần tham khảo thì mình có thể tham khảo thêm thông tin trên phần xe mới các anh chị nha. Đây, một chiếc xe nhỏ gọn mới mua về nè các anh chị. Kia Morning phiên bản xúc tự động nha. Đời 2020 đi mới có 11.000 km thôi các anh chị. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 339 triệu các anh chị nha. Cái sơn màu trắng luôn ha, nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh. Đó. Có dán phim cho mình. Ghế thì ghế da nha. Trần nguyên bản, sàn nguyên bản, có trang bị cho mình màn hình luôn. Nếu như mà các anh chị đang còn tìm xe nhỏ gọn đi trong thành phố đưa đón con đi học thì mình lấy ngay chiếc này ha. Có trang bị cho mình camera lùi nữa nè các anh chị. Xe này nhỏ gọn, tiêu hao nhiên liệu nó chỉ tầm 5 đến 6 lít thôi các anh chị, rất là tiết kiệm nhé. Rồi, trên này. Trên này là Mitsubishi Outrage, đời 2020 luôn các anh chị, đi khoảng 29.000 km rồi. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 408 triệu các anh chị nha. Biển số ở Sài Gòn luôn. Lấy chiếc này thì các anh chị ở Sài Gòn tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè. Nước sơn màu trắng. Anh chủ thì có lên cho mình ốp mấy cái nẹp inox, bình xăng nè, ốp chén cửa, viền che mưa, dán phim cách nhiệt, nội thất thì ghế da nha. Nẹp bước trong, nẹp bước ngoài nè. Sàn thì sàn 5D, trần nguyên bản các anh chị. Ở trên thì có trang bị cho mình màn hình cảm ứng nữa nha. Xe này thì tiêu hao nhiên liệu nó chỉ tầm khoảng 4 lít 7 cho đến 5 lít rưỡi thôi các anh chị, rất là tiết kiệm luôn. Cái này mình lấy mình đi gia đình, đi công tác cũng được, đi đường xa cũng được, mà mình chạy ráp dịch vụ trong thành phố cũng được nha. Xe màu trắng rất là thích hợp cho các anh chị mình đi dịch vụ luôn. Rồi qua chiếc tiếp theo luôn nha. Đây là Hyundai i10 phiên bản 1.2 số sàn bản đủ, bản sedan các anh chị nhé. Xe này đi được khoảng 58.000 km. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 295 triệu các anh chị nha. Xe 5 chỗ ha, đời cao giá dưới 300 triệu. Biển số tỉnh các anh chị, 86 Bình Thuận ha. Có phim cách nhiệt cho mình nè. Xe này thì có trang bị cho mình cam lùi, cảm biến lùi rồi. Nội thất là ghế nỉ nguyên zin, màn hình cảm ứng nguyên zin, có tích hợp bản đồ chỉ đường nè. Sàn simili, trần thì trần nguyên bản các anh chị. Đấy. Rồi, nếu mà các anh chị nào mà còn tìm xe nhỏ nhỏ gọn gọn thì nãy giờ mình có thể lựa chọn được Avel nè, hoặc là i10 nè, Morning nè, mình chạy dịch vụ cũng được, đi nhỏ gọn, giá thì tầm 300 triệu đổ lại nhé. Rồi qua bên này luôn các anh chị, mình sẽ đi song song xuống dưới ha. Chiếc này là Kia Morning đã giao cho khách rồi các anh chị. Chuẩn bị lên xe vận chuyển về Nghệ An với khách nha. Rồi, dưới này đi. Đây là Toyota Altis phiên bản 1.8G, số tự động đời 2010 các anh chị, đi khoảng 127.000 km rồi. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 375 triệu các anh chị nhé. Nước sơn màu vàng ghi nha, biển số ở Sài Gòn luôn. Đăng kiểm đường bộ thì tháng 12/2022. Có dán phim cách nhiệt cho mình, viền che mưa rồi các anh chị. Nội thất ghế da này là anh chủ đã bọc lại cho mình rồi ha. Về mình khỏi bọc ghế da lại. Trần thì trần bọc ni lông, sàn simili. Xe này thì chưa có màn hình các anh chị nha. Về mình thích thì mình trang bị màn hình thêm tầm khoảng 4-5 triệu thì đã có màn hình xịn cho mình rồi. Sedan C nha, rộng rãi, thoải mái, giá dưới 400 triệu. Altis thì nó rất là giữ giá các anh chị. Chiếc này ha, chiếc này thì Kia Cerato đã nhận cọc rồi các anh chị. Mình xuống dưới giải phía sau này luôn. Rồi bên này đi. Đây là Kia K3 phiên bản 2.0, bản full đời 2014 các anh chị. Xe này thì đi khoảng 68.000 km rồi. Và bên của anh đang bán với giá là 408 triệu các anh chị nha. 408 triệu, nếu mà các anh chị lấy đời cao thì mình lấy chiếc Altis hồi nãy nha. Cũng số tự động luôn, đời 2020 luôn. Còn nếu mà mình muốn một chiếc xe sedan C rộng rãi, thoải mái, trang bị đầy đủ option, có cruise control, có lẽ chuyển số vô lăng, màn hình cảm ứng xịn sò nè, dàn lạnh hai vùng độc lập, có cửa sổ trời luôn, ghế lái chỉnh điện luôn, nhớ vị trí ghế lái là hai vị trí luôn, thì mình có thể lấy chiếc này. Có rất là nhiều sự lựa chọn trong cái tầm tiền cho các anh chị nha, các anh chị cứ tham khảo. Còn nếu mà muốn tư vấn thêm thì cứ liên hệ cho quý anh ha.
Rồi chiếc này luôn các anh chị. Đây là chiếc xe 9 chỗ của Hyundai ha. Hyundai Starlet phiên bản máy dầu số sàn đời 2016. Xe này đi 120.000 km rồi và bên Quang đang bán với giá là 560 triệu các anh chị nha. Xe này thì hôm trước các anh chị mà có theo dõi bên kênh của Quý Anh thì sẽ biết là xe này hôm trước bên Quý Anh bán là 598 triệu. Hôm nay thì đã giảm giá cho các anh chị còn 560 triệu thôi các anh chị ha. Xe này thì trang bị cơ bản thôi chứ không có trang bị gì thêm. Đa số là nguyên zin hết nha. Ghế nè, ghế da, trần thì bọc ni lông cho mình sàn simili. Cửa lùa hai bên là cửa lùa nguyên zin chứ không có cửa lùa điện các anh chị ha. Xe này thì xe mới ngưng sản xuất và xe cũ chỉ còn vài xe. Nếu mà mình đang cần tìm xe để mình chạy dịch vụ, mình chạy chở khách này kia, du lịch này kia thì mình có thể tham khảo lấy chiếc này cho tiết kiệm các anh chị nha. Phía sau là Vios đã bán rồi nè các anh chị. Vios đã bán nha. Bên này là Mazda 3. Mazda 3 cũng đã bán. Rồi đây chiếc Mazda 3 này vừa mới về là đã nhận cọc nóng luôn rồi các anh chị. Còn chiếc trên này ha. Rồi đây là Mazda 2 phiên bản Deluxe đời 2019 các anh chị, đi khoảng 31-32.000 km gì đó. Thì chiếc này là bên của anh đang bán với giá là 430 triệu các anh chị nha. Xe này sở hữu nước sơn là màu xanh dương các anh chị. Biển số ở tỉnh 69 là Cà Mau ha. Xe này hiện tại thì bên của anh đang sử dụng làm xe công vụ, xe demo ha. Nếu mà các anh chị nhà mình yêu thích chiếc xe này thì bên của anh vẫn sẽ bán cho các anh chị bình thường. Hôm trước thì sử dụng chiếc xe i10. Đấy. Xe này thì có trang bị cho mình camera hành trình các anh chị, nội thất ghế nỉ màu đen rất là sạch sẽ luôn. Sàn nguyên bản ha, trần thì trần 5D. Rồi, dưới kho thì trưng bày một số xe như thế này. Quên đã giới thiệu cho các anh chị xong ha. Bây giờ mình lên phía trước xem còn những xe nào đang có mặt tại Phát Ca nha. Các anh chị nhớ ở lại xem hết video với Quang nha. Và tiếp theo lên bên trên này còn khoảng 4 xe nữa các anh chị nha. Tiếp theo luôn, chiếc này là Hyundai Elantra phiên bản 1.6 Turbo đời 2018 các anh chị, đi được 66.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại là bên của anh đang bán với giá là 598 triệu các anh chị nha, nước sơn màu đỏ ha. Mâm rất là thể thao, màu đỏ. Các anh chị mạnh khỏe mình lấy chiếc này được nè. Elantra thì của anh còn một xe nữa đời 2020 đi lướt nha. Các anh chị nhớ ở lại xem hết video để mình tham khảo chiếc xe kia nha. Xe này thì nội thất ghế da nguyên zin các anh chị. Anh chủ thì có trang bị phim cách nhiệt cho mình nè, đẹp bước chân ha. Sàn là sàn 5D các anh chị, trần nguyên bản của sổ trời. Bản Sport này à, cao cấp ha. Quý anh còn một chiếc Honda Jazz đời 2019 số tự động các anh chị. Xe đó thì khách đang lấy thử cho nên là không có xe đây qua cho các anh chị mình coi ha. Nhưng mà các anh chị đang cần tìm, đang còn quan tâm cái xe đó thì nhớ liên hệ cho quý anh nha. Chiếc đó thì bên quý anh đang bán 506 triệu các anh chị, đời 2019 số tự động nha. Rồi xe này, đây là Hyundai Kona. Xe này thì rất là hiếm, ít khi nào mà gặp xe cũ mà Hyundai Kona lắm các anh chị. Nên là đang còn tìm cái dòng Kona mà đặc biệt là màu xanh rất là đẹp nữa. Biển số Sài Gòn luôn thì nhớ là phải lấy chiếc này ngay các anh chị nha. Xe này thì đời 2019 các anh chị, đi lướt mới có 16.000 km thôi. Chiếc này thì hiện tại bên quên đang bán với giá là 616 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Các anh chị ở xa mà không có đến Sài Gòn xem xe được thì coi qua video chi tiết của quý anh đi. Chuyển khoản đặt cọc 20 triệu thì quý anh vận chuyển xe đến tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra ha. Lúc đó kiểm tra đúng như những gì bên quý anh cam kết thì các anh chị mới thanh toán hết phần tiền còn lại. Rồi quý anh hỗ trợ các anh chị ký hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy quyền tại gần phòng công chứng gần nhà các anh chị luôn. Xe này nội thất ghế da, trang bị cho mình màn hình rồi. Trần thì nguyên bản không có cửa sổ trời nha. Bản này bản 2.0 đặc biệt các anh chị. Bản 1.6 Turbo thì mới có cửa sổ trời nha. Rồi quên nhắc lại nha, xe bên của anh thì luôn cam kết với các anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, bao tách hãng. Nên là các anh chị nhà mình mua xe thì cứ yên tâm nha. Những chiếc xe đây đời 2015-2016 trở lên, giá xe trên 350 triệu thì quên có hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được tầm 70% dựa vào giá của ngân hàng nữa. Rồi chiếc này ha, Honda Civic đời 2018 các anh chị, phiên bản 1.5 bản L cao cấp nhất nha. Xe này đi khoảng 6.000 km rồi. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 718 triệu các anh chị. Xe này nước sơn màu trắng nha. Đậu ở phía trước cho nên là hơi bụi các anh chị. Xe này thì bị lóc cửa là do đậu ở phía trước đó. Quý anh quên lấy chìa khóa ra. Nếu mà các anh chị quan tâm xe này thì để lại nhu cầu đi qua xe gửi video chi tiết cho các anh chị mình coi nha. Xe này biển số tỉnh ha các anh chị ha. Rồi chiếc cuối cùng
Đây là Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo luôn các anh chị, đời 2020 nha, đi lướt 13.000 km. Chiếc này thì của anh đang bán với giá là 658 triệu các anh chị. Biển số xe này ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Phong mới nha, xe này là phong mới, còn chiếc hồi nãy 2018 á là phong cũ các anh chị. Nước sơn màu đen nè. Hyundai Elantra xe lướt mà màu đen mà bản sport nữa, rất là hiếm luôn các anh chị. Phim cách nhiệt viền che mưa rồi nha, có nẹp bước cho mình nè, nội thất thì ghế da nguyên zin. Xe thì có trang bị cho mình là sàn 5D nè các anh chị, trần nguyên bản của cửa sổ trời, có camera hành trình, màn hình cảm ứng đầy đủ nha. Rồi, nãy giờ thì của anh đã tổng hợp lại hết những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải cũ đang có mặt tại Fastka. Nếu như mà các anh chị nào mà yêu thích chiếc xe nào ở đây thì cứ liên hệ cho của anh với số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp ở Fastka. Địa chỉ bên của anh là quốc lộ 13 gần cầu vượt Bình Phước các anh chị. Các anh chị cứ tới thì alo cho của anh đi, của anh sẽ chỉ đường cho các anh chị cho dễ đi. Hiện tại thì của anh nhận hồ sơ ngân hàng được các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bình Phước một số huyện, Bà Rịa Vũng Tàu với lại Tây Ninh một số huyện nữa. Còn nếu mà xa quá thì các anh chị thông cảm là quên chưa có hỗ trợ được cho các anh chị nha. Nếu mà các anh chị nào mà có xe mình không sử dụng hay là muốn lên đời này đổi xe nè, từ 5 chỗ đổi qua 7 chỗ, hay là mình lấy một chiếc bán tải mình đổi chiếc 5 chỗ á, thì cứ liên hệ cho anh nha. Thì bên Fastka đang còn thu mua rất là nhiều xe 5 chỗ 7 chỗ khác nữa, chuẩn bị sẽ mở rộng thêm nhiều thị trường, sẽ có thêm nhiều Fastka ở nhiều tỉnh thành nữa để phục vụ cho các anh chị nhà mình. Bên của anh thì luôn cam kết với các anh chị là không đâm đụng, không mặt nước rồi, không để tu động cơ hộp số nha. Nếu mà còn tìm mua xe cũ đã qua sử dụng mà tìm một nơi uy tín chất lượng thì không thể nào không đến Fastka các anh chị ha. Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ Fastka trong thời gian vừa qua. Nếu như thấy thích thì nhớ liên hệ, nhớ để lại một like nha. Bấm vào biểu tượng đăng ký kênh rồi cái biểu tượng chuông thông báo kế bên đó các anh chị. Để nhờ những chiếc xe nào mới nhất bên Fastka về thì quên đăng lên các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.